Ngoài nhà tốt xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Trong video này em sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án mới nhất, hai căn nhà thuộc La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với hai căn nhà này thì vị trí phù hợp với bác nào mà đi làm ở Mỹ Đình, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Hà Đông nha mọi người. Và cả Hoài Đức nữa. Với hai cái căn nhà này thì diện tích từ 33 cho tới 45 m2, thiết kế và xây dựng là 5 tầng xây mới. Với đặc biệt nhất là Ngọc Ánh đang quay cái căn nhà lô góc hai mặt thoáng này thì ô tô có thể đỗ cửa và ô tô vào tận cổng này nha quý vị. Thiết kế 5 tầng với hướng hai hướng, hướng mặt trước là hướng đông bắc, mặt bên này là hướng tây bắc. Quý vị nào hợp một trong hai hướng thì có thể cân đối. Và với cái thiết kế của ngôi nhà rất là hợp lý, 45 m2 xây 5 tầng. Tầng 1 thiết kế đây, phần riêng ở tầng 1 là để xe cho quý vị. Đấy. Siêu rộng, siêu thoáng, xung quanh dân cư đông đúc, chợ trường phường trạm, tiện ích dân sinh đầy đủ. Ngoài cái phần thiết kế hai lớp cửa cuốn điện là chính thì ở đây chủ nhà vẫn thiết kế cho mình một lớp cửa ngách mọi người ạ. Một lớp cửa ngách. Và ở phần tầng 1 thì thiết kế thêm một phòng vệ sinh. Với cái phần phòng vệ sinh này thiết kế đầy đủ cho quý vị công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1. Bồn cầu cũng như hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Và ngăn cách giữa phần cửa chính, cầu thang là đây một cái vách lam. Vách lam gỗ, tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5, thiết kế toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cục trắng. Mời quý vị theo chân ngoài lên khám phá các tầng phía trên. Trên phía tầng 2 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị công năng sử dụng như sau. Tầng 2 thiết kế một phòng khách, một phòng bếp, cửa kính. Đây mọi người ơi, riêng ở trên phía tầng 2 thiết kế cho quý vị như sau. Đây, đây là phần phòng khách của ngôi nhà. Với căn nhà lô góc thoáng, 1, 2, 3 cửa sổ to và rộng. Đó. Đây là phần quý vị có thể thiết kế phòng khách này. Ở đây thì chủ nhà thiết kế cái không gian phòng khách cho mình rồi. Kệ để tivi. Đó. Và ở đây thì vách ngăn kính làm một phòng riêng, phòng khách riêng. Phòng này thì có thể lắp điều hòa thoải mái cho quý vị. Và tiếp theo, đây là phần phòng bếp. Với phần không gian phòng bếp đây mọi người ạ. Nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý nhưng mà thiết kế rất là hợp lý, rất là đẹp nha. Đó. Tủ bếp thì thiết kế đây toàn bộ là tủ gỗ MDF, lắp đặt hoàn thiện xong hết phụ kiện bếp. Toàn bộ là chất liệu inox 304, chậu rửa, vòi rửa đây. Hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt đầy đủ. Ở đây thì chỉ có hai căn thôi. Mặt bếp thì là ốp đá granite, xung quanh bếp thì là ốp gạch cho quý vị xong hết rồi. Đó, đây là cái phần không gian phòng bếp, cửa sổ thoáng thông. Phòng bếp này nếu như nấu ăn quý vị có thể đây. Ở đây có một chiếc cửa kính kéo này. Ngăn cách giữa phòng bếp và phần phòng khách nấu ăn rất là kín đáo cũng như là nó không bị mùi nha mọi người. Còn đây là phần không gian phòng khách. Nói chung với cái căn nhà này, theo như Ngọc Ánh nhận định với cái diện tích là thực tế của nó là 43,7 m2, gọi là sắp xỉ 44, xây dựng thực tế thì nó khoảng tầm 45. Thì cái công năng sử dụng như này là tương đối hợp lý. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và ở trên phía tầng 3 của ngôi nhà đây quý vị ơi, trên phía tầng 3 thiết kế cho quý vị một phòng ngủ siêu rộng. Đây. 1, 2 và 3. Ở trên phía tầng 3 thì thiết kế hai ban công mở hướng ra phía bên ngoài để làm phòng ngủ. Còn ở trên đây, ở phần đây thì là thiết kế cửa sổ mọi người ạ. Đứng từ vị trí ngôi nhà này nhìn thẳng thấy Vinhome Smart City Tây Mỗ nha mọi người. Đi ra tới đường Tây Mỗ cực kỳ là gần. Nó xung quanh tiện ích đầy đủ, chợ trường phường trạm đầy đủ. Đấy. Gần với lại trung tâm, gần với lại trung tâm thương mại Yêu Môn Hà Đông, gần với trung tâm hành chính quận. Nói chung thuận tiện, gần với các bệnh viện lớn. Đây là phần phòng vệ sinh ở phía tầng 3. Phòng vệ sinh đây rất là rộng, thoáng, cửa sổ, hệ thống sen cây, bình nóng lạnh, bồn cầu, lavabo. Thiết kế có như thế nào thì em quay và review cho quý vị như vậy. Với cái căn nhà này ý, thì ô tô gần như là vào được tới tận cổng quý vị nhá. Đó, cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Còn đâu cửa phòng ngủ đây. Thiết kế toàn bộ là cửa gỗ, rất là chắc chắn.
Và mời quý vị theo trận nói lên khám phá tầng 4 của ngôi nhà. Và ngoài đang đứng ở phía tầng 4 của ngôi nhà, với tầng 4 của ngôi nhà thì chủ nhà thiết kế cho chúng ta hai phòng ngủ rất là thoáng. Đây là phòng ngủ đầu tiên ở phía tầng 4. Như vậy lên trên phía tầng 4 thì có tới 3 phòng ngủ mọi người ạ. Đây, phòng nào cũng có ban công mở hướng ra phía bên ngoài, rất là thoáng. Trong tất cả các phòng thì đều được thiết kế hệ thống trần thạch cao, ống chờ dây chờ áp chờ điều hòa. Đây là phòng ngủ thứ hai. Đây, phòng ngủ thứ hai, đây là ban công. Đây, đứng thực tế ra bên ngoài đây quý vị nhé. Vị trí đi lại thuận tiện, ô tô đỗ cửa, ô tô vào cửa tận nhà nơi. Hệ thống trần thạch cao, cửa sổ hai lớp, thiết kế thông thoáng. Phòng vệ sinh sử dụng ở phía bên ngoài cho hai phòng ngủ. Đây, phòng vệ sinh đầy đủ, hệ thống sen cây đầy đủ hết, ống chờ, bình nóng lạnh, bồn cầu liền khối, lavabo, bàn đã rửa mặt, rất là hợp lý. Mời quý vị theo chân ngọc anh lên khám phá tầng cuối cùng, tầng 5 của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 5 của ngôi nhà, có một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo đây là phần để máy giặt. Đây, trên phía tầng 5 thiết kế một phòng riêng. Phòng này thì quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ, phòng làm việc, tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Phần còn lại, sân phơi cho ngôi nhà, tương đối rộng. Đây là phần sân phơi thưa quý vị. Và quý vị có thể nhìn thấy kia, trung tâm thương mại, cũng như là Vinhome Smart City. Ở đây cũng nhìn thấy cả tới trung tâm thương mại Yomon Hà Đông. Tiện ích lại với mọi người, phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông, Hoài Đức, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.